Nếu mà Nhưng mua trên mạng ấy là mình thông thường là mình chỉ nhìn thấy hình thôi, mình không biết là nó dùng như thế nào, tức là xem đúng video thì nó sẽ ok hơn là biết chỉ biết máy nó dùng như thế nào, còn nhiều khi à chỉ nhìn hình cũng đâu biết đâu, đâu biết nó dùng ra thế sao đâu, đó rồi đúng rồi rồi không rồi biết cái là con Google có say được hay không. Có những người người ta ừ. quảng cáo rất là hay, say lắm, rất là thích, nhìn rất là thích muốn mua mà về Ừ. dùng không được. Ừ, đúng rồi đó Đó. tại Nhiều tại người cái bị mà gì này à, người ta xài cũng nhiều người bị mà, không và tức là những à. người người ta bán hàng dạng kiểu bán mua đứt bán đoạn ấy, dạng không cần khách ấy, thì người ta hay bán những sản phẩm như vậy. Còn em thì À, nói chung đúng là bán làm thương hiệu, khách dùng tốt thì người ta giới thiệu cho em nữa, hoặc là người ta mua những hàng khác là cái nào phù hợp cho khách thì em mới bán cho khách, còn ví dụ cái nào không phù hợp em sẽ không bán. à đúng rồi Và ừ, muốn chứ mua em thấy cũng không bán nữa, và chứ đâu phải có tiền thích mua là mua đâu. đúng Và rồi không nghe cũng sợ thiệt bán đó phải dùng được chứ. rồi rồi có gì rồi chị điện ha Dạ bạn chút có sao em, đâu chút có nữa em gì gửi hình cho nhá, em gửi hình các loại máy đấy cho chị nha, còn rồi video thì rồi em gửi cho chị rồi rồi đấy. Dạ em rồi cảm ơn. rồi coi nhà cũng coi có số điện thoại mới biết chứ không thôi cũng không biết luôn rồi Dạ vâng, chút nữa em gửi rồi hình cho nha. rồi rồi có gì chị điện Dạ rồi vâng, cảm ơn. Dạ chị ạ, phá đá tốt thôi ha là xay sinh tố ấy, nếu mà dùng xay sinh tố thì là ok, nó phá đá tốt. Còn ví dụ xay à, xay sữa hạt ok thì cái lỗ sữa hạt rau má thì là chị phải 4.800 này hiện nó có hả giá. cái lỗ 4.800 W này đang lên là giờ cái máy này giờ chưa có Chưa có ấy ạ, cái đấy em hết hàng từ tháng trước luôn. Cái đấy em đặt không hàng rồi, đặt hàng từ hơn 1 tháng rồi nhưng mà nó vẫn chưa về tới anh ạ. ý anh mua là mua mà đại cái công sức lớn đi có gì thì mình muốn quay gì nó dễ hơn Là nếu mà mua cái này thì phải đợi anh ạ, cũng chưa biết là khi nào có hàng nữa. Nhưng mà nếu vậy mà mua hả cái dòng này là anh phải mua thêm một bộ dao của nó nữa, một bộ dao sắc. Còn cái bộ dao đi theo máy ấy là nó chỉ xay nhuyễn đã phá đá tốt thôi. Tức là nó phá đá mạnh thôi chứ nó không có kia. Đây là bây giờ em còn phải cối này. Cối này. Tức là dao nó như thế này này. Dao như thế này nó không có sắc, tức là cái này nó chỉ phá đá mạnh thôi. Tức là cái này thì đá uống bia nó vẫn phá được tại vì nó to, dao nó to. Nhưng mà nó lại không sắc. Là con dao đấy nó là không sắc. Nên là ví dụ mà anh xay để xay xay rau má với lại xay sữa hạt thì nó sẽ không mịn. Tức là muốn mịn thì anh phải mua thêm cái lưỡi dao sắc hơn. Còn cái lưỡi còn cái máy xay sinh tố 2006 là thiết kế lưỡi dao của nó là sắc rồi nên là anh không phải thay gì nữa. cái nào chừng chừng họ không biết chừng nào có Dạ đúng rồi, chưa biết chừng nào có luôn anh ạ. Máy đấy nó ngoài 3 triệu ấy. Máy đấy nó được ngoài 3 triệu. Nó mắc ba không phải. triệu Đúng rồi, 3 triệu, 3 triệu hơn ấy. Dạ. đặt cái lớn rồi đi chừng nào có cái lớn 2 4.800 này cho thầy Dạ vào. hãy đi có gì đấy tính Có lại thì cứ điện cái cho số rồi Zalo này cho anh rồi Dạ vào. nha Dạ vào, rồi ok. rồi Dạ. tại hôm qua anh đi thấy cái máy thứ này rồi cái máy cưng mà máy mẫu này luôn là 4.800 nè ta sẽ mua xài rồi Dạ. thấy không đang Dạ. coi nè Dạ vâng. thấy không thấy Dạ vâng. còn hôm Đúng rồi, qua anh đi thấy trong kia anh thấy bạc kia báo bán thì anh đã thấy cái máy này rồi y gan hiệu này luôn nè rồi. hiểu cân clip cân đăng rồi phải không Vâng, đúng rồi, em luôn mà không thể giống à. Dạ. không giống Là nè giống không một đó một người hết mà. đang có đây chừng nào có alo anh nha Dạ vâng, ok nè đang nhá. có Dạ vâng. nè Dạ vâng. Có khi nào em nè gặp đó cho. Dạ vâng. à chưa